Tập 1. Tôi là một lương phùng, là một tay bắn tỉa. Trong mắt của rất nhiều người, đây là một nghề trong truyền thuyết. Thực ra thì tôi thấy cũng chỉ là bắn chuẩn một chút thôi. Năm 1944, Phàn Dương, Trung Quốc. Tấn công! Lên! Lên! Chạy thôi, chạy đi, đại đội trưởng. Tiểu Mục, có sao không? Không sao. Không sao là tốt. Mấy cậu không sao chứ? Chỗ này còn cách Thảo Kiều bao xa? Đi vòng qua con đường phía trước là tới. Nhưng phía trước có một trung đội địch trấn thủ. Đại đội đặc vụ chúng ta xông lên nhanh quá. Nếu có thể đợi quân cứu viện ở phía sau tới, có lẽ sẽ chắc chắn hơn. Đợi họ chắc tới Tết Congo đó. Không đợi nữa. Tập hợp tất cả đội ngũ, nhất định phải liên lạc được với đội trong thành trước khi giặc phát động tổng tiến công. Đi, theo tôi, tất cả theo tôi. Xông lên, lên. Khốn kiếp, xử nó đi, được. Xông lên, xông lên cho tôi. Tiến lên. Bắn. Bắn đi.
Khốn kiếp. Nhanh lên bắn đi. Tử A Quý, xử hắn cho tôi. Rõ. Theo tôi. Đại tá, cẩn thận đó. Đại tá. Đại tá. Đại tá, anh có sao không? Tiến lên. Đại tá, đội cứu viện tới rồi. Coi chừng bơm khói độc đó. Rút, rút mau. Rút, rút đi. Vì quân Nhật dùng lựu đạn axit cyanide kiểu mới mà trận bảo vệ Phạm Dương thất bại. Còn câu chuyện của chúng tôi thì vừa mới bắt đầu mà thôi. Một tháng sau. Nhanh. Bắn cô gái kia. Nhanh, nhanh lên. Coi chừng đó. Tiểu Mục, anh bị thương rồi. Anh không sao. Nào, em cầm súng đi. Ở yên đây đợi, chỗ này an toàn nhất. Chút nữa anh sẽ dụ họ từ đằng kia. Em đi lối này, nhớ cho kỹ. Chờ anh ở nhà trọ Trấn Thanh Mục đó. Anh nhất định phải quay về. Em cứ yên tâm, không có vấn đề đâu. Em phải nhớ, chờ anh ở nhà trọ Trấn Thanh Mục. Cẩn thận đó, Tiểu Mục. Đuổi theo.
Mau nói, anh đã đem giấu thứ mà vợ anh giao cho ở đâu rồi? Tôi không hiểu chú đang nói gì. Đừng có mà giả bộ ngốc nghếch. Anh giao đồ ra đây đi, là tôi có thể tha cho anh và vợ của anh rồi. Các Bách Thụy, chú bớt ra vẻ này kia đi. Có ngon thì chú bắn chết tôi luôn cho rồi. Hay là như vậy, anh viết ra đầy đủ thông tin cơ mật của đảng tôi mà bố anh đã nói cho anh nghe. Chú đây sẽ nể tình hai đảng Quốc Dân và Cộng sản hợp tác để mà chống Nhật, không làm khó anh đâu. Cha của tôi chưa từng nói với tôi thông tin cơ mật chết tiệt nào hết. Chú bớt vu khống đi. Vu khống? Vậy thì anh hãy nhìn cái này đi. Nhìn cho kỹ vào. Đây là bản kiểm điểm cha của anh viết cho đảng Quốc Dân đó. Anh đừng nói với tôi là anh không nhận ra chữ của ông ta nha. Nè cháu, chú đây vẫn nói vậy thôi. Chỉ cần anh nói ra cha của anh đã tiết lộ thông tin cơ mật gì của đảng thì tôi sẽ lập tức thả anh ra. Nếu mà anh thấy sau khi nói ra e là khó mà về được đảng Quốc Dân, thì tôi có thể đại diện cho tổ chức chấp nhận anh. Khốn kiếp! Ngồi yên, ngồi yên đó. Ngoan ngoãn vào, cái thằng khốn. Đội trưởng, anh từ từ thôi. Đâu chết đi được. Chậm thôi đội trưởng. Đội trưởng, hắn là cô ấy không chạy xa vậy đâu. Đội trưởng, chân của anh bị thương rồi. Chúng ta có đuổi theo nữa không? Tối mịt mờ như vậy rồi, đuổi theo cái gì chứ? Đi thôi, đi thôi, về thôi. Đội trưởng, cẩn thận đó đội trưởng. Tôi đỡ anh nha. Liễu Yên, con giữ cái này cho cẩn thận. Nếu ta có gì bất trắc, nhất định phải giao nó cho Lương Phùng. Cái này có thể chứng minh tất cả những gì ta làm. Thứ quan trọng như vậy, sao cha không đưa thẳng cho anh ấy? Anh ấy sẽ về nhanh thôi. Ta chỉ sợ là không kịp nữa. Mau cất nó nhanh lên. Còn bao lâu nữa mới tới? Ở ngay đằng trước. Đi. Ăn cơm đi. Cút!
Tôi nói cho anh nghe, kêu đám người của anh giữ quy tắc chút đi. Người của đảng Cộng sản trông không lưu manh vậy đâu. Không đâu, họ từng tham gia huấn luyện. Anh lừa người ngoài ngành sao? Nếu không thì tại sao Mục Đại Minh lại nghi ngờ tôi? Ông ta mà không nghi ngờ tôi thì tôi đã không nổ phát súng đó. Dù sao đi nữa, nhất định phải bắt cô ta lại đó. Yên tâm đi, chỉ là một cô gái, chạy nhanh tới cỡ nào chứ, không chạy xa được đâu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Được thôi, anh nói gì cũng đúng hết. Lần này ông chủ phái các anh tới mà không nói là muốn gì sao? Không có, chỉ nói chúng tôi giúp đỡ anh thôi. Cái gì mà quan trọng đó? 10 năm rồi ông ta không liên lạc với tôi. Xem ra cuộc sống yên bình 10 năm nay sắp kết thúc rồi. Đi, đi, ăn đi, ăn nhanh lên, ăn. Đại đội trưởng, mọi người lo cho anh lắm đó. Đây là ai? Người của đội tình báo, biệt danh Giáo Tử Lan. Liễu Yên đâu? Không gặp gì Liễu Yên. Không phải cô ấy nói với cậu là tôi ở đây sao? Giáo Tử Lan nhận được tin tình báo, cho chúng tôi tới cứu anh. Sao anh biết tôi ở đây? Mấy chuyện anh làm giấu được ai chứ? Tất cả mọi người đều biết cha anh dẫn anh đi đầu hàng đảng Cộng sản. Nói nhảm, tôi không theo Cộng sản. Cha của tôi cũng. Tránh ra, này Tiểu Mục, đại đội trưởng. Gác Bách Thụy. Tiểu Mục, anh điên rồi. Lão ta giết cha của tôi. Cha. Dập đầu trước cha đi. Cha. Cha từng nói, con người sống trên đời quan trọng nhất là hai chữ trung nghĩa. Mặc dù từ nhỏ con không được ở bên cha, nhưng mà con tin cha sẽ không làm chuyện bội tín bội nghĩa như vậy. Nhưng mà cuối cùng, rốt cuộc là cha muốn nói gì với con? Không chỉ là chưa nói rõ được, mà chết rồi còn mang tiếng bất trung. Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Chuyện nhà của anh cũng loạn thiệt đó. Anh là quốc quân, cha của anh ở ngoài làm cho Cộng sản. Nè Tiểu Mục, lúc trước anh thực sự chưa từng biết gì sao? Cho dù ông ấy có làm gì thì cũng là cha của tôi. Cha, cha cứ yên tâm, chỉ cần con còn sống, con nhất định sẽ giết chết tên khốn Cát Bách Thủy đó, trả thù cho cha. Được rồi, thù này từ từ rồi báo. Chuyện gấp rút bây giờ là nhanh chóng về đội với tôi, nói rõ cho cấp trên biết là thời gian này anh đã đi đâu. Rốt cuộc đám này là những ai đi chứ? Anh không biết tôi làm sao mà biết? Tôi chỉ biết một chuyện, đó là nếu anh còn tấy máy để chúng phát hiện ra thì anh tiêu đời đó. Mọi người về trước đi. Anh có ý gì đây? Tôi phải tới Trấn Thanh Mộc một chuyến. Làm gì? Tôi hẹn gặp Liễu Yên ở đó. Trấn Thanh Mộc sao? Tiểu Mục, anh nên cân nhắc tình cảnh của mình trước đi, đừng có quậy nữa mà. Hay là như vậy, anh về trung đoàn với tôi trước, để cho A Quý và Thuận Tử tới Trấn đón cô ấy. Tôi hẹn cô ấy rồi, tôi bắt buộc phải đi. Không được đâu, anh bắt buộc phải về trung đoàn với tôi. Anh cũng nghi ngờ tôi theo Cộng sản sao? Từ sau khi em gái của tôi chết, trong lòng của tôi anh chưa từng đáng tin. Nhưng nếu như Tiểu Điền còn sống, cô ấy sẽ tin là tôi không phản bội. Nhưng giờ nó đã chết rồi.
Cứ một giờ. A Quý, giờ đối xử hắn đi. Dạ. Tiểu Mục, Tiểu Mục, lông gà đổi kẹo đây. Lông gà đổi kẹo đi. Lông gà đổi kẹo đi. Nè cô gái, cô tới rồi sao? Nào nào, ngồi xuống, ngồi xuống đi. Bà, tôi ra đường vội quá, không mang theo tiền. Mau, ngồi xuống đi. Nghe lời tôi, mau ngồi xuống. Cảm ơn bà. Đây, từ từ nha, cảm ơn. Từ từ thôi, dạ. Cô gái, đừng để bị phỏng. Nè cô gái, tôi nhận ra cô đó. Bà nhận ra tôi hay sao? Nhận ra chứ. Cả trấn này có ai xinh đẹp được như là cô đâu. Lần trước cô từng tới, tôi nhớ. Trí nhớ của bà tốt thiệt đó. Anh chồng thật thà của cô đâu rồi? Anh ấy đi làm việc xa rồi, kêu tôi đỡ ở đây. Đúng là cái số đàn bà. Ông nhà tôi đi mãi vẫn chưa thấy về. Đi rồi cũng không về lần nào hết. Tôi đã ở đây đợi ông ấy cả đời rồi đó. Cảm ơn bà. Cô coi tôi đó. Cảm ơn nha. Cảm ơn bà nhiều lắm. Đừng khách khí. Bà lão, sau này những bát trà này nên để úp xuống, như vậy thì bụi sẽ đỡ vào hơn. Để tôi tự làm cho. Cảm ơn chén trà của bà. Đừng khách khí. Vậy tôi đi đây. Đi thông thả nha. Lần sau lại tới. Lông gà đổi lấy kẹo đây. Lông gà đổi lấy kẹo đây. Xin chào. Cô gái, cô tới ăn cơm hay là thuê trọ? Chỗ của các anh đã đổi chủ sao? Đâu có. Mấy hôm nay chú của tôi không được khỏe, cho nên tôi tới phụ thôi. Coi tiệm giùm ông ấy. Cô nương, xin hỏi cô họ gì? Tôi họ Hoàng. Họ Hoàng sao? Sao vậy? Họ Hoàng thì không được thuê trọ hay sao? Không phải đâu. Là như vậy, có một người khách họ Mục kêu tôi để ý tới một cô gái, cô ấy họ Liễu. Vậy người họ Mục kia ở đâu? Ở tầng 2, phòng chứa tân, vừa vào ở. Tiểu Mục, là em Liễu Yên đây. Tiểu Mục đâu? Các ông đã làm gì anh ấy?
Cô lo cho cái mạng của cô trước đi. Ý cô là sao? Đưa thứ mà Mục Đại Minh đưa cho cô ra đây. Mục Đại Minh không đưa cho tôi gì hết. Nói nhảm. Chính ta tôi đang nghe thấy. Này Liễu Yên, con giữ cái này cho cẩn thận đó. Nếu ta có gì bất trắc, nhất định phải giao nó cho Lương Phùng. Cái này có thể chứng minh tất cả những gì ta làm. Thứ đó tôi đã đưa cho Tiểu Mục. Hôm qua Mục Lương Phùng đã bị chúng tôi bắt. Trên người anh ta chẳng có gì hết. Tôi muốn gặp Tiểu Mục. Gặp Tiểu Mục sao? Cũng được đó. Cô đưa đồ ra đây, tôi sẽ cho cô gặp anh ta. Đưa đây. Ông nói dối. Hai người các ông làm sao bắt nạt được Tiểu Mục? Kiểm tra người của cô ta. Ông đừng có qua đây. Anh coi, để ướp như vậy sẽ không bị bụi. Cậu về rồi sao? Về là tốt, về là tốt rồi. Vợ của cậu cũng vừa mới tới. Cô ấy đã đi đâu? Đã đi vào trong trấn. Dạ. Mục Đại Minh từng đưa cái này cho tôi. Nếu như các ông muốn, vậy thì cầm đi. Cô dám lừa tôi. Đi, lột sạch cô ta ra cho tôi. Đi mau. Nổ súng rồi. Phải đó, nổ súng rồi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Giết người rồi, chạy đi. Đi. Bị thương rồi, không chạy xa được đâu, đuổi theo. Bên này. Anh cố một chút nha Tiểu Mục. Anh phải cố lên đó. Cố chịu đựng chút nha. Nào, đưa xuống cho em. Liễu Yên, em không thể đi. Không được đi. Em bắt buộc phải đi. Chúng ta không thể cùng chết ở đây được. Đừng mà. Em không được đi. Buông em ra đi, Tiểu Mục. Tiểu Mục, anh nghe lời em đi. Tiểu Mục, anh phải cố gắng. Yên tâm đi, em sẽ không sao đâu. Anh nhất định phải nhớ. Tiểu Mục, đồ em để ở. Anh nhất định phải nhớ đó. Cởi trói. Có chuyện gì vậy? Ông là ai? Tôi là chủ nhà trọ. Họ nói là muốn ở trọ, cuối cùng lại bắt trói tôi. Cởi trói đi. Cảm ơn. Đi.
Đi, nhanh lên. Đi, mau đuổi theo. Đuổi theo. Chạy mau đi, giết người rồi. Chạy mau đi. Nhanh lên, nhanh lên. Chạy nhanh đi. Đại đội trưởng. Tiểu Mục, đại đội trưởng. Tiểu Mục, nhanh lên. Đi cứu Liễu Yên. Tiểu Mục, đại đội trưởng. Liễu Yên, cuối cùng anh cũng tỉnh. Coi như tôi cũng biết đừng ăn nói với em gái đã khuất của tôi. Liễu Yên đâu? Sau khi tìm thấy anh, A Quyết và Thuận Tử đi tìm khắp trấn vẫn không tìm thấy. Không thể nào. Nè, nằm yên đi. Anh định làm gì? Không thể nào đâu. Không thể không tìm thấy Liễu Yên được. Nghiêm, trưởng quan, nằm yên đó, đừng cử động. Trưởng quan, nằm đi, nằm đi. Vết thương của cậu ấy sao rồi? Đạn bắn vào phần cơ, không bị vào gân cốt, nhưng mất máu quá nhiều, cần nghỉ ngơi một thời gian. Vết thương của cậu thì sao? Tôi không sao. Được rồi, anh đi đi. Dạ. Trưởng quan, nè, đã làm anh lo lắng rồi. Tiểu Mục, bây giờ đúng là quốc dân và cộng sản hợp tác cùng kháng Nhật, nhưng cậu là quân nhân của đảng quốc dân thì cũng phải phân biệt rõ ràng hai bên. Trưởng quan, chuyện này mặc dù tôi nhất thời không biết nên giải thích thế nào, nhưng mà tôi có thể đảm bảo với anh, tôi tuyệt đối sẽ không theo cộng sản đâu. Giết Hán Giang ở Vũ Hán, bắn tỉa người Nhật ở Cung Luân Quan, cậu nhận được danh hiệu anh hùng quốc quân hai lần, tôi cũng không tin cậu sẽ theo cộng sản. Nhưng mà danh tiếng súng dương của cậu thực sự quá lớn, nhất cử nhất động của cậu đều được tất cả mọi người quan tâm. Cậu coi đó, bao nhiêu ngày rồi cậu lề mề không về đội, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng và sĩ khí của quân 69 chúng ta. Cậu coi phải giải thích sao đây. Trưởng quan, tôi sai rồi. Anh muốn phạt tôi thế nào cũng được, nhưng xin anh cho phép tôi làm rõ chuyện của cha tôi trước được không? Tôi không thể nào. Ngài Tiểu Mục, đừng gây thêm phiền phức cho trưởng quan.
Trưởng quan, anh chức trung tướng của anh. Bây giờ tôi là thiếu tướng. Trưởng quan dùng một ngôi sao để giữ tính mạng cho anh đó. Mãnh Tưởng, hôm nay cậu nói hơi nhiều rồi. Năm đó tôi đã kéo cậu vào quân đội, thì tôi phải chịu trách nhiệm với cậu tới cùng. Sở quân Pháp đã phán cậu án tù giam 3 tháng. Tôi đã xin cho cậu. Họ đồng ý cho cậu ở lại bệnh viện để tự kiểm điểm. Tiểu Mục à, cậu đừng gây chuyện nữa. Nếu không thì tôi sẽ không bảo vệ được cậu đâu. Báo cáo. Vào đi. Trưởng quan, cái này được tìm thấy dưới vực. Người đâu? Người đâu? Tên thiếu mục này đúng là quá quắt. Tôi mà bắt được sẽ lột da của hắn ra. A Quý, Thuần Tử, hai người tới chỗ của hắn thường xuyên tới tìm đi. Rõ. Khoan đã. Không đúng, chắc anh ta không về chỗ đó đâu. Vậy thì đi đâu? Lên xe. Liễu Yên. Liễu Yên. Liễu Yên. Liễu Yên. Một lưng phùng. Anh điên rồi sao? Là tôi. Tôi nói cho anh biết, Liễu Yên đã chết rồi. Chết rồi đó, anh biết không? Cô ấy chưa chết. Chỉ cần chưa tìm thấy cô ấy thì tôi không tin cô ấy chết. Mau cút đi, đừng có theo tôi nữa. Mặc kệ tôi. Tiểu Mục, anh điên rồi. Mau về với tôi. Tôi không về đâu. Tôi không đi đâu hết. Đại đội trưởng đừng quậy nữa. Về với chúng tôi đi. Cút hết cho tôi. Đại đội trưởng, mau về đi. Chưa tìm được Liễu Yên tôi sẽ không đi đâu hết. Nhất định không đi. Một lưng phùng, anh đứng lại cho tôi. Một lưng phùng, trong thời gian bị giam, đánh mất cảnh vệ, tự ý chạy ra ngoài, tội tăng một bậc. Bây giờ ngoan ngoãn về cho tôi, nếu không tôi sẽ bắn chết anh đó. Anh bắn đi. Tôi cũng đang không muốn sống nữa đây. Anh mà không bắn tôi thì anh chính là cái đồ không có cha mẹ nuôi lớn. Tiểu Mục, không được đi. Đại đội trưởng, A Quý, Thuận Tử, người ra đó làm gì chứ? Buông tôi ra. Buông tôi ra. Được rồi.